Oh, this car should be Uber. Let me even have it. Right. Oh, don't even get so many. Facebook Live. You got it. Smart. I like it. Được không cái này có xài không xài quăng vô nhà chứ ghế bên góc kìa. Xuống hả? Ngã bên máy xuống được không? Được. Ghê vậy. Ghê vậy, mà mình đi được không? Được, nhưng mà cẩn thận nha con. Cẩn thận ok. Anh nội đâu? Ngồi xe. Má đâu? Cẩn thận nha, không. Trời, dưới nhà dưới này xí xì à. Cái cũng như hồi hôm nay được chơi.
Úp nhìn qua kia kìa. Gì đó. Rồi quay qua cái được con tắm rồi hả? Mà Úp nhìn qua kia hết luôn. Nè, ngay chỗ cái bông vàng vàng nè, cũng đẹp. Đi đàng hoàng con, đứng đi. Rồi, rồi con cứ pho là ấp cái đó. Lên đi, lên tiếp. Đi tiếp. Ồ, sắp xếp mà. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi lên, ngồi bậc thang đi.
phim trước à hả? Ừ. Quay phim trước rồi chứ. Rồi chứ à. Con chị học ác lắm, có tấm hình nó không biết.
Anh có quay phim không vậy? Hả? Ta đang vừa quay phim cái nói vừa. Ta đang chụp hình. Ăn hết bỏ luôn đi chứ. Vậy trong cái utensil kìa, trong cá đóng trong đó đó. Chữ utensil đó. Thì là kéo lại thôi là người ta biết có người trong rồi. Có không? Có chìa khóa không? Phải vậy, anh nói muốn cái resort gì ở trong đó. Em nói vậy rồi lát rồi mướn chỗ kia, ta đi dài dài lại đây. Thì đó, nhưng mà không, mình không có mướn. Tại vì nó mắc quá. Cái lúc mà cần thì nó lại mắc quá. Muốn từ chối, muốn từ chối không được. Cái nó mờ nó vậy rồi, nó chọc vô ngay ổ luôn. Nè rồi, cái này phân cái nó ra liền mà anh ta. Nhìn tiền gì lấy nè. Ủa
hồi hộp luôn. Anh đang mua kem ở đâu vậy? Trả giờ được không? Ngon quá. Ông gấp lấy nguyên cái.
Thank you.